Em xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 9 tháng 8 năm 2023. Hôm nay Vườn An Hà Nội có về rất là nhiều các mặt hàng đẹp các bác nhé. Hôm nay bên em có các dòng địa lan hoa Tết. Ngoài ra thì có các loại hoàng nhạn 4N, hoàng nhạn rừng Gia Lai, sơn thủy tiên họng đen, kiều tím, kiều trắng, đùi gà trắng lá kẻ các bác nhé. Thì cả nhà và theo dõi đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 55 3232 hoặc số điện thoại là 0932 292299. Các bác gọi số Mobi giúp em các bác nhé. Số Viettel nhà em nó hay mất sóng. Các bác có thể là nhắn tin điện thoại hoặc Zalo theo hai số điện thoại trên. Thì hôm nay thì về rất là nhiều cây đẹp các bác nhé. Rất là nhiều cây đẹp luôn. Thì mong là được các bác theo dõi video và ủng hộ nhiệt tình ạ. Hôm nay nhà em có mang về một số cái giò sơn thủy tiên họng đen các bác nhé. Cây đã thuần vườn rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì em xin phép vào video đầu tiên là một cái giò đầu tiên là một giò địa lan đại mạc lá biên các bác nhé. Đại mạc lá biên thì hoa của nó có màu mận các bác nhé, rất là đẹp luôn và thực sự luôn là hoa của nó rất là thơm. Đây là một trong những cái cây địa truyền thống của mình các bác nhé, trồng rất là dễ trồng, dễ ra hoa và dễ chăm sóc. Nói chung các bác trồng kiểu gì Tết cũng sẽ có rất là nhiều hoa để chơi và hoa rất là thơm các bác nhé. Đây ạ, lá thì có những cái đường biên vàng rất là đẹp. Đại mạc lá biên như thế này em đang chia sẻ với giá là 200.000 cho một chậu các bác ơi, 200.000 một chậu rất là đẹp như thế này. Đấy, chỉ có 200k cho một chậu thôi, rất là đẹp. Tiếp đến thì em có địa lan hương cát cát. Cây địa lan hương cát cát hay còn gọi là cây quý phi vàng các bác nhé, rất là đẹp luôn. Thì cây này thì hôm nay nhà em có một chậu nó đang có bông, còn đâu là các cái chậu khác thì các bác trồng cho em là Tết có hoa các bác nhé. Thì em mời các bác ngắm cái mặt hoa. Mặt hoa của cái cây hương cát cát khi mà nó nở ngày Tết các bác nhé. Mùa này nó là mùa hè nên là nó không phải là mùa chính của cây, nên là hoa của nó cũng sẽ không được to và cao như là mùa Tết. Đây em mời các bác ngắm Tết này, Tết bông rất là to các bác nhé, và bông rất là dày. Kiểu nó đúng mùa ấy, nó đúng mùa thì hoa của nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và cần rất là cao các bác nhé, cần cao cực kỳ luôn, rất là sang. Nói chung cây này chơi Tết là rất là thích. Ngoài cái việc hoa đẹp ra mà nó lại còn rất dễ trồng các bác nhé. Đấy thì trung bình là một năm nó ra hoa hai lần, một lần mùa hè và một lần mùa Tết các bác nhé. Đấy thì một chậu này của em là có một chậu siêu to khổng lồ, nó phải to gấp đôi các chậu khác. Nó phải to gấp đôi các chậu khác và vẫn đang còn có cả lụ luôn này. Đấy, chậu này to lắm các bạn, rất là to. Chậu này bác nào lấy em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 các bác nhé. Các bác nào chốt thì chốt chậu cát cát, hương cát cát số 1 250.000. Đấy, ngoài ra thì em có các cái chậu này thì cũng rất là đẹp. Các bác trồng cho em Tết là sẽ có hoa chơi, cũng có rất là nhiều thân các bác nhé, rất là nhiều thân luôn. Những cái chậu này thì em chia sẻ với giá là 200.000 cho một chậu các bác nhé, 200k cho một chậu hương cát cát hoa chơi Tết. Đấy, em cũng còn không có nhiều đâu các bạn, chỉ khoảng độ tầm 5-6 chậu thôi là hết rồi. Đấy, các bác có thể mua cho mình những cái chậu địa lan rất là đẹp, dễ trồng và hoa lại nở Tết các bác nhé. Tiếp đến thì em có một cái chậu hoàng đế xanh. Chậu này thì hoa của nó bền 3 tháng luôn. Đây ạ, các bác nhìn này, lá kẻ này, chậu này em thanh lý nhá. Còn một chậu em thanh lý lốt 150.000. Cây này thì cũng tương đối to các bác ạ, tương đối to rồi. Lá kẻ nha, chậu này em thanh lý lốt 150.000, hoa bền 3 tháng và lửa Tết các bác nhá. Đấy thì em lên tiếp một chậu tiếp theo. Đó là cái chậu hồng thảo hồng hà các bác nhá. Hồng thảo hồng hà thì đây em mời các bác ngắm hoa. Cây hồng thảo hồng hà thì hoa của nó rất là đẹp và thực sự luôn là cây này thì nó có rất là ít. Vườn em cũng còn rất là ít các bạn. Cây này bình thường các bác mua ở ngoài nó phải rơi tầm 2,5 triệu một thân trưởng thành. Đấy thì hôm nay em có cái chậu cây cỡ trung cho các bác chia sẻ đến các bác. Chậu hồng thảo hồng hà số 1 các bác nhá. Chậu này em còn ít lắm, em còn có 2-3 chậu thôi. Đấy thì em thanh lý cho các bác, em để cho các bác cái chậu này. Vì nó không xấu nhưng cây đẹp lắm. Đây ạ, với giá là 280.000 cho chậu hồng thảo hồng hà số 1 và chậu hồng thảo hồng hà số 2, cây to và đẹp hơn các bác nhé. Chậu này em lấy các bác là 350.000, 350.000 cho hồng thảo hồng hà số 2. Đấy, hôm nay có hai chậu để lên để mời các bác ngắm. Tiếp đến thì em có cái cây địa lan sen hồng thần hà các bác nhé. Một trong những cái cây địa lan rất là VIP, một trong những cái cây sổ lưỡi bệt các bác nhé. Cây này là cây lưỡi bệt cánh sen rất là đẹp. Đây em mời các bác ngắm cái mặt hoa của cây hồng thần hà các bác nhé. Đây là cây hồng thần hà. Đấy, cánh sen và lưỡi bệt. Với những cái cây địa lan mà nó có lưỡi bệt thì là những cái cây địa lan cực kỳ đẹp các bác nhé. Ngoài ra cây này thì nó còn có cả lá kẻ sọc và lá gân. Thì hôm nay em chọn toàn những chậu đẹp các bác nhé, toàn những chậu đẹp để chia sẻ đến các bác. Những cái chậu đầu tiên là những cái chậu tơ tít.
tơ tít 100% chưa có hoa các bác nhé. Về các bác trồng là khả năng Tết này là sẽ có hoa, bởi vì đây là những cái cây to trong lô em đã chọn riêng ra rồi. Thì đây là chậu H1 về giá là 380.000, rất là nhiều thân nhé. Hàng này thực sự luôn là các bác mua thân người ta bán giá rất là cao các bác ạ. Đấy, thân trưởng thành là các bác mua trung bình một chậu Aloso là rơi vào khoảng tờ 250.000 đến 300.000 một thân cơ. Nó tùy, giá nó sẽ có những cái mức như thế bởi vì là nó tùy thân to nhỏ ấy, nhưng trung bình rơi vào 250.000 đến 300.000 một thân. Đấy, như chậu này, những cái chậu như thế này là em không đếm thân nhưng các bác nhá, rất là nhiều đây các bác nhìn này. Rất là nhiều một cây thuần vườn rồi. Đấy, chậu H2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 380.000. Đấy, và một chậu cuối cùng siêu VIP vìm vịp luôn các bác ơi, chậu này siêu VIP luôn nhé. Chậu này em để cho các bác là 500.000 H3. Tiếp đến thì em có hai cái chậu trưởng thành. Em có hai cái chậu trưởng thành. Nó trưởng thành tức là năm ngoái nó đã có hoa rồi các bác nhé. Năm ngoái đã có hoa để chơi rồi. Đây, chậu H5, chậu này VIP lắm. Cây rất là to nhé, cây to bởi vì là năm ngoái nó đã có hoa rồi nên là cây dựng nó rất là to. Đây các bác nhìn này, xải lá này. Đấy, riêng cái cây này mà các bác đi mua tách thân bình thường phải 350 một thân, tại vì nó tùy thân mà. Chậu này thì em đã đếm rồi, em đã đếm cả măng mầm và tất tần tật các thân, đếm cả mầm này luôn nhá, đếm cả măng mầm luôn, đếm cả những cái măng mầm to, măng mầm nhỏ và những cái thân khác, tổng là được 9 thân các bác nhá. H5 này em chia sẻ với giá là 1 triệu. Đây các bác nhìn này, nó đã lên mầm liên tục luôn, rất là dễ trồng và dễ chăm sóc, hàng thuần vườn rồi. Đấy, H5 này 9 thân luôn các bác nhá, với giá là 1 triệu, rất là rẻ. Bét nhất thì các bác mua những cái thân như thế này, những cái chậu như thế này các bác mua phải cũng phải xấp xỉ gần 200.000 một thân. Mà như em bán rẻ thì cũng rơi vào phải tầm 150 một thân. Đấy, các bác mua như thế này là để cho các bác già 100.000 thôi. Đấy, 9 thân các bác nhé, tất tần tật cả mầm cả măng, tất tần tật luôn là 9 thân. H5 là một chậu siêu phẩm với giá là 1 triệu, cực kỳ đẹp các bác nhé. Lên một mã tiếp theo là H6 này, có 8 thân này, cũng rất là đẹp, tương tự như vậy luôn. Chậu này để cho các bác với giá là 900.000. Cây trưởng thành năm ngoái đã có hoa rồi các bác nhé, hàng cây to đấy. Hàng cây to trưởng thành nó đã có hoa rồi. Đấy, tiếp đến thì em lên cho các bác một chậu địa lan tiếp theo, đó là một chậu lục vân. Đây là một trong những cái cây hoa rất là thơm và nó sổ bầu các bác nhé. Nó sổ bầu như hoa màu xanh, lưỡi đỏ rất là đẹp. Lục vân thì em chia sẻ là 350 cho một chậu nha các bác nhé. Chậu rất là nhiều thân như thế này. Nói chung là các bác mua mà không bị đếm thân ý, thì là được rất là rẻ. Bởi vì nếu mà mua đếm thân thì cứ giá của nó hết nhất nó cũng phải 100.000 một thân. Đấy, nên là các bác mua không đếm thân nó rất là rẻ các bác nhé. Mặt hoa thì phải nói là quá xuất sắc luôn, lưỡi đỏ và cánh tròn cánh mai các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Tiếp đến thì em có cái cây Phú Quý Hồng Mai này. Phú Quý Hồng Mai thì đây, Phú Quý Hồng Mai, chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 900.000. Phú Quý Hồng Mai đang lên măng mầm rất là đẹp các bác nhé, lên măng mầm rất là đẹp luôn. Đấy, Đông Sơn Hắc Hà này. Cây này là một trong những cây cực kỳ đẹp luôn. Nó là cái cây lưỡi trắng, cánh họng lưỡi trắng và hoa màu đen nhé. Chậu này 600.000 này, Đông Sơn Hắc Hà 600.000 này. Triều Châu Tố Hà này, một chậu Triều Châu Tố Hà siêu VIP, chậu này là 1.2 triệu các bác nhé. 1.2 triệu này. Kim Công Chúa này, Kim Công Chúa rất là đẹp luôn. Kim Công Chúa chậu đấy chia sẻ cho các bác với giá là 800.000, đang lên rất là nhiều măng mầm đẹp. Đấy, tiếp theo thì em mời các bác ngắm những cái giò. Đầu tiên là những cái giò hồng sắc các bác nhá, những cái giò hồng sắc rất là đẹp, dáng hương hồng sắc. Đây ạ. Cây này thì hoa của nó có màu tím hồng rất là đẹp, là một trong những cái dòng dáng hương có hoa thơm các bác nhá. Những cái chậu đã thuần vườn rồi thì em chia sẻ như sau. Đầu tiên là mã số A3, em chia sẻ với giá là 180.000 các bác nhé. 180.000, cây thuần rồi về chỉ cần treo lên chơi thôi. Đợt vừa rồi nó đã có hoa rồi các bác nhé. Nên một chậu tiếp theo là chậu A5, về giá là 160.000 cho chậu A5. Cũng rất là nhiều cây các bác nhé, 160.000. Lên một chậu tiếp theo là một chậu A4, về giá là 160.000 luôn các bác nhé. 160.000 cho một chậu A4. Tiếp tục là em mời các bác ngắm những cái cây trồn trắng các bác nhé. Trồn trắng thì đầu tiên là em mời các bác ngắm cái mặt hoa. Mặt hoa của cây trồn trắng rất là dài và rất là đẹp các bác nhé. Hoa thơm và đẹp luôn. Cây trồn trắng là em thuần tại vườn rồi và bảo hành hoa 100% cho các bác. Em lên các cây trồn trắng đầu tiên là mã số A2. A2 là một giò thuần 2 cây các bác nhé. Một giò thuần 2 cây rất là đẹp, lá xếp. Em chia sẻ với giá là 350.000 cho mã số A2. Thật sự luôn là các bác mua giá của cây trồn trắng, giá nó rất là cao các bác nhá, nó không rẻ đâu. Trồn trắng giá nó rất là cao. Và bình thường các bác mua một chậu 2 cây như thế này nó phải tầm 500-600.000, có khi còn hơn cơ. Đấy, chia sẻ cho các bác về giá là 350. Và tiếp theo là A1 này, 2 cây nó nhỏ hơn một chút xíu thôi nhưng cũng rất là đẹp nhá.
Em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 của chồn trắng các bác nhé. Bảo hành hoa trắng tinh cho các bác luôn, cây thuần vườn rồi. Tiếp đến thì sẽ là những cái giò hoàng nhạn. Đầu tiên là hai cái giò hoàng nhạn Gia Lai. Hai cái giò này thì em thanh lý các bác nhé. Hai cái giò này em thanh lý này. Đầu tiên là một cái giò hoàng nhạn Gia Lai mã số A15 với giá là 180.000 các bác nhé. 180.000 thanh lý luôn cho các bác, 180.000. Hàng rừng các bác nhé, hoa sổ số tháng 4, tháng 8. Đấy, lên một chậu hoàng nhạn rừng Gia Lai mã số A16 với giá là 250.000. Cây này còn đang đẻ con luôn này, đẻ con luôn các bác nhé. Đấy, nói chung là thanh lý lốt em còn hai chậu này nữa. Để cho các bác 250.000 cho A16. Tiếp đến thì hai có hai chậu hoàng nhạn Gia Lai rất là VIP luôn, hàng rừng, chuẩn rừng luôn. Một cái cây lá rất là xếp rồi các bác thấy chưa? Lá rất là xếp, cây dài và cao các bác nhé. Thậm chí nó còn đang đẻ con luôn rồi các bác ạ, đang đẻ con luôn rồi. Đấy, cây hoàng nhạn Gia Lai này là mã số hàng VIP nhá, A18 với giá là 380.000 nhá. 380.000 cho một cái chậu hàng VIP đẹp như thế này luôn này. Đấy, lên một chậu tiếp theo, hoàng nhạn rừng Gia Lai mã số A17 với giá là 250.000 các bác nhá. Cây thẳng rất là đẹp. Nói chung là hàng dân thuần nên là nó cũng thế này là cũng ok lắm rồi các bác ạ. Tiếp tục thì em lên hoàng nhạn 4N các bác nhá. Hoàng nhạn 4N thì hoa của nó rất là thơm và rất là đẹp. Thì em mời các bác ngắm cái mặt hoa của cây hoàng nhạn 4N. Hoàng nhạn 4N thì hoa của nó bông nó rất là to và rất là đậm màu các bác nhá. Bông to và đậm màu luôn ạ. Đấy, rất là đẹp. Thì hoa của nó sẽ nở trung bình khoảng tầm tháng 6, tháng 7. Em lên một chậu hoàng nhạn 4N đầu tiên, một giò hai cây rất là đẹp nhé. A14 đây ạ, lá xếp mít rất là đẹp với giá là 250.000 cho A14, một giò hai cây các bác nhé. Lên một chậu tiếp theo là mã số A11 với giá là 180.000 các bác nhé, 180.000. Lên một chậu tiếp theo là A13 với giá là 250.000 các bác nhé. Này, xếp này không mất một cái lá nào luôn, đẹp từ gốc đến ngọn luôn. Đấy, và có một cái này em sell này. Cái này là A12. Cái này thì nó bị gãy ngọn từ ngày xưa rồi, nhưng mà nó đã đẻ ra một cái con ở đây. Và cây này, cái con đã có tầm 6-7 lá rồi. Mã này em để cho các bác A12 với giá là 130.000 các bác nhá, 130.000. Đấy, tiếp đến thì em có những cái giò ghép lũa rất là xinh như thế này. Đầu tiên là mã số A10, một cái giò các bác nhìn này, ba cây các bác nhá, về các bác có thể là cắm vào chậu hoặc là các bác ốp lên lũa đều rất là đẹp luôn. Mã số A10 300.000 các bác nhá, một giò ba cây luôn, một giò ba cây luôn, rất là đẹp, cây trưởng thành rồi, về các bác trồng cho em cứ thế này là đặt vào cái chậu hoặc là ghép lên lũa nhá, rất là xinh luôn. 300.000 cho A10. Đấy, lên một mã tiếp theo là A9 này, mã này em thanh lý này. A9 này nó có cái lá nó hơi dập này, nó hơi dập một chút nhưng mà nó lành rồi ấy, nó dập nhưng mà bây giờ nó đã thành sẹo thôi. A9 em thanh lý cho các bác 180.000 giò hai cây nhé. A9 cũng ghép lũa rồi, giò hai cây 180.000 thanh lý cho các bác luôn này. Tiếp đến là A8 này. A8 là hai cái cây rất là đẹp luôn các bác ơi. Đấy, về giá là 250.000 các bác nhé. A8 này 250.000, đẹp chưa? Đấy, lá mít mà cây rất là xinh luôn, về đấy một giò hai cây về trồng kiểu gì đẹp, rất là xinh các bác nhé. Đấy, lên tiếp theo em có một cây hỏa hoàng đỏ này, rất là to các bác nhìn bờ gạch này. Đấy, giò hỏa hoàng đỏ siêu VIP nhá. Cây này thì hoa rất là thơm, một năm nó sẽ ra hoa được khoảng độ tầm vài ba lần các bác nhé. Mặt hoa màu đỏ rực rất là đẹp luôn ạ. Đây các bác ơi, các bác ngắm mặt hoa của cây hỏa hoàng đỏ đi, rất là đẹp luôn. Các bác nhìn này, cây này một bụi luôn này, một bụi rất là nhiều con nhá, cây rất là to luôn. Các bác nhìn bậc đấy, hai bậc luôn đấy. Đấy, bác nào lấy cái giò hoàng đỏ, hỏa hoàng đỏ siêu VIP này với giá là 300.000 các bác nhá. Siêu VIP 300.000. Đỉnh của chóp luôn. Đấy, bác nào lấy chốt 300.000 cho cây hỏa hoàng đỏ này nhá, rất là to và rất là đẹp. Tiếp đến thì em có cái cây mặt trời Bangkok nhá cả nhà ơi. Mặt trời Bangkok đây, hoa của nó rất là đẹp thực sự luôn, là cây này hoa của nó rất là thơm. Nó thơm hơn cả hoàng nhạn các bác ạ, hoa thơm hơn cả hoàng nhạn luôn, cực kỳ thơm luôn. Thì em có hai giò thì em thanh lý lốt cho các bác này. Bình thường các bác đi mua một cây nó đã tầm 300.000 một cây rồi. Hôm nay em xả cho các bác nhá, còn hai giò thôi. Thì em có mã số A6 này là hai cây to và đẹp luôn này, em để cho các bác với giá là 300.000 nhá. Hai cây luôn các bác nhá, to và đẹp, cây trưởng thành đã có hoa đợt trước rồi đấy. Cây này thì hoa của nó quanh năm rải rác các bác ạ. Đấy, lên một mã tiếp theo là A7, cũng là hai cây to luôn này, hai cây to nhá. Nhưng mà cây này nó hơi lỗi một tí, nó hơi rách lá một chút thôi. Thì em thanh lý là 250.000 cho hai cây này. Mã số A7 các bác nhá. Mã số A7. Đấy, các bác về các bác trồng cho em. Nói chung là cây mặt trời Bangkok thì giá của nó cao mà hoa của nó rất là thơm các bác ạ. Hoa cực kỳ thơm đỉnh các bác nhá, rất là đẹp luôn.
Tiếp đến thì hôm nay em có lấy ở vườn hai cái giò sơn thủy tiên, họng đậm màu các bác nhá. Sơn thủy tiên thực sự luôn là em bán cũng rất là nhiều, cái mùa hoa em bán cực kỳ nhiều luôn. Và đợt vừa rồi thì cái tranh thủ cái lúc có hoa ấy, cái lúc mà mùa hoa đã có ấy, thế là em vừa bán em vừa bớt lại một chút để làm giống, để chia sẻ đến các bác trong những cái thời điểm mà không có hàng các bác nhá. Đấy, sơn thủy tiên họng đậm màu cực kỳ đẹp. Cây này thì chưa bao giờ hết hot các bạn, chưa bao giờ hết hot luôn. Năm nào em bán cũng số lượng rất là nhiều. Thì hôm nay em có những cái giò em đã thuần vào chậu rồi các bác nhá. Sơn thủy tiên nó rất là dễ thuần. Đấy, A19 em chia sẻ cho các bác giò này với giá là 280.000 các bác nhá, 280.000. Đấy, cây đã thuần rồi, rất là ok rồi các bác nhá. Yên tâm cực kỳ luôn. Bảo hành họng đậm các bác nhá. Đây này, đợt vừa rồi ra nhiều hoa lắm, đợt vừa rồi ra rất là nhiều hoa luôn. Đấy, mã tiếp theo là mã số A20 về giá là 500.000 các bác nhá, 500.000 này, mầm này, mầm to bằng mẹ rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Nói chung là các bác về chơi cho em rất là thích và bảo hành hoa nhá, chỗ này 500.000 A20. Tiếp đến thì em có cái giò ở đây, em có một cái giò, giò này là cái giò trầm va các bác nhá, trầm va hay còn gọi là cây trầm thủy tiên nhá, cây trầm thủy tiên, năm cánh trắng mũi trắng. Đây ạ, rất là đẹp luôn. Đấy, giò này hôm trước em bán 350, hôm nay bác nào lấy em xả lốt cho các bác 300.000 nhé. Chuẩn mặt hoa bảo hành luôn. Một cây trầm năm cánh trắng thủy tiên rất là đẹp, rất là to các bác nhé, rất là to luôn. Với giá là 300.000 luôn này. Tiếp đến thì em có kiều trắng cánh mai nhé cả nhà ơi. Kiều trắng cánh mai là một trong những cái cây kiều đẹp nhất, đẹp nhất các bác ạ. Thật sự luôn là nó quá đẹp luôn. Đây ạ, và được đợt vừa rồi đi thi là được đạt giải nhất luôn các bác ạ. Kiều trắng cánh mai các bác nhá. Những cái cây các bác mua của em như thế này sang năm sau là chuẩn chỉnh kiểu gì cũng có hoa, bởi vì cây nó đã thuần rồi và rất là ụp tùm khỏi lửa các bác nhá. Thì hôm nay em chia sẻ các bác giá bao rẻ luôn cho các bác luôn này. Những cái chậu kiều trắng cánh mai bình thường đẹp như thế này các bác mua phải 500.000. Đấy, hôm nay em để cho các bác giá rất yêu thương, chỉ có 350 thôi. A21 các bác nhá, 350 cho các bác luôn này. Đẹp cực kỳ là đẹp luôn và bảo hành hoa cho các bác luôn nhá. Lá tròn xoe. Đấy, lên một mã tiếp theo là A22 này, cũng giá là 350 các bác nhá. Này, mầm này, mấy cái mầm đang lên luôn này, cây khỏe lắm các bác ạ. Đấy, 350 tiếp này. Lên một chậu tiếp theo là chậu A23 với giá là 330.000 này, 330.000 các bác nhá. Rất là đẹp và đây các bác nhìn này, cây nó rất là khỏe, hàng thuần rồi mà. Đấy, hàng thuần rồi, nó đang lên rất là nhiều mầm đẹp các bác nhá. Đấy, 330.000 cho mã số A23. Và tiếp đến thì em sẽ có những cái cây kiều tím các bác nhá. Những cái chậu kiều tím rất là đẹp như thế này. Đây ạ, các bác có thể nhìn thấy nó lùm và nó đang có rất là nhiều những cái thân tơ đang lên các bác nhá. Đang lên cái mầm tơ rất là nhiều luôn. Đấy, thì em lên kiều tím chậu mã số A24 với giá là 300.000 các bác nhá, hàng thuần vườn rồi. Chậu rất là to, các bác nhìn nền gạch 50 này. Nền gạch này là nền gạch 50 các bác nhá. Đấy, 300.000 cho chậu mã số A24 các bác nhá. A24 300.000 này. Để lên một chậu tiếp theo này, chậu này nó hơi nhỏ nhỏ, em thanh lý luôn này. Mã số A25 về giá là 180.000 các bác nhá. Thanh lý lốt 180.000 cho chậu kiều tím này. Và lên một chậu kiều tím siêu VIP này, chậu này lá dày đẹp tuyệt vời luôn này. Chậu này là mã số A26 em chia sẻ với giá là 380.000 các bác nhá. 380.000 cho mã số A26. Đẹp tuyệt vời luôn và đang lên rất là nhiều mầm ở dưới các bác nhá. Chậu to luôn này. Chậu rất là to luôn ạ, rất là đẹp. Đấy, bác nào lấy chậu kiều tím thì chốt cho em. Tiếp theo thì em sẽ có những cái cây tam bảo sắc hoa trắng và đùi gà trắng các bác nhé. Đầu tiên là tam bảo sắc hoa trắng, em bảo hành hoa cho các bác luôn. Đây là mặt hoa, mặt hoa của cây tam bảo sắc hoa trắng các bác nhé. Bảo hành hoa tuyệt đối cho các bác. Hoa siêu đỉnh của thơm các bác nhé, siêu đỉnh của thơm luôn. Đợt vừa rồi đã ra hoa tại vườn rồi các bác ơi. Đây các bác nhìn cái ngồng hoa này, nhìn cái cuống nó có dài không? Cuống dài lắm, hoa dài cực kỳ luôn này. Đấy. Lên một chậu mã số A27 này, một chậu rất là đẹp, thẳng tắp lá mít các bác nhá, thẳng tắp lá mít này, nhìn cái chùm rễ này, thích chưa? Đấy, chậu tam bảo sắc hàng trắng tinh này, mã số A27 này về giá là 350 các bác nhá. 350, không đẹp không lấy tiền các bác ơi. To và đẹp cực kỳ luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. 350 cho mã số A27. Và tiếp theo là mã số A28. Cây cũng rất là đẹp luôn này, bộ rễ rất là khỏe các bác nhá. Cây thực sự luôn là nó quá ok luôn. Cây này em chia sẻ với giá là 300.000. 300.000 cây cũng rất là to các bác nhá. Cũng đã ra hoa rồi, đợt vừa rồi ra hoa hết rồi các bác nhá. Tiếp đến thì em sẽ có những cái chậu đùi gà trắng. Và hôm nay em đặc biệt là em lên cho các bác những chậu gà trắng như em, nó đang có lá kẻ các bác nhá. Gà trắng hoa lở tết, hoa rất là thơm và rất là đẹp.
là một trong những cây gà đột biến của Lai Châu các bác nhé. Ngày trước thì thực sự luôn là toàn bán thân bán ki thôi, chứ có bán chậu đâu. Đấy. Và hôm nay đặc biệt hôm nay thì nhà em đã lọc ra được mấy cái chậu nó đang có lá kẻ rất là đẹp các bác ơi. Đấy, lá kẻ phát tài nhá. Và em chia sẻ cho các bác về giá như hàng thường nhé, chứ không phải là chia sẻ hàng lá kẻ, chia sẻ hàng như hàng thường luôn. Về các bác chơi cho em này. Đấy, nó đang lên kẻ sọc rất là đẹp luôn. Thì cái chậu này là cái chậu đầu tiên, mã số A29. Em chia sẻ với giá là 400.000 các bác nhá. 400.000 cho chậu gà trắng tinh, lá kẻ sọc. Đấy, lên chậu tiếp theo là A30. A30 400.000 luôn này. Chậu này rất là nhiều thân, thân nó nhỏ thôi nhưng mà rất là nhiều thân nhá các bác nhá. Cũng đang lên kẻ này, kẻ nét luôn các bác ơi. Nếu như người ta bán kẻ, người ta tách riêng ra người ta bán thì các bác mua phải mấy trăm nghìn một thân gà trắng kẻ như thế này. Đấy, thấy chưa? Bác nào lấy chậu này A30 400.000 luôn nhá. Chậu này 450 này. Chậu này là 450 nhá, mã số là A31 này. 450 này cũng là kẻ luôn này. Thật sự luôn là các bác mua kẻ thì á, người ta bán kẻ cho các bác thì các bác mua một thân cũng phải bằng cả chậu rồi. Đấy, em tách thân em để nguyên chậu em chia sẻ cho các bác luôn. Đấy, bác nào lấy thì chốt nhá. Lá kẻ bằng giá lá thường luôn, để giá lá thường các bác nhá. Đấy thì các bác theo dõi đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988553232 hoặc số điện thoại là 0932292299. Các bác có thể là nhắn tin điện thoại hoặc Zalo theo hai số điện thoại trên các bác nhé. Em xin chào tất cả các bác ạ.